Đường cong đặc tuyến EV là phép đo cho tấm pin PV hoặc một module riêng lẻ hoặc một chuỗi tấm pin lớn hơn. Chức năng của đường cong đặc tuyến EV trong điện năng lượng mặt trời là đo dòng điện tiềm năng tối đa so với điện áp tiềm năng tối đa của mạch điện, và nó tạo ra một đường cong khi bạn đo tất cả những yếu tố này và cung cấp cho bạn một tình trạng của tấm pin. Khi bạn thực hiện phép đo đường cong EV, bạn sẽ cần thiết bị đo đường cong EV để thực hiện phép đo. Chức năng của nó là thay đổi điện trở của mạch để cân bằng dòng điện tiềm năng tối đa của mạch cũng như điện áp tiềm năng tối đa của mạch. Khi thực hiện việc đo, bạn cũng sẽ phải có dữ liệu về môi trường mà mỗi nhà sản xuất module đề ra ban đầu trong hệ thống của họ, được gọi là điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn STC. Vì vậy, bạn phải đảm bảo đã đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn khi đo tại hiện trường. Thông thường, bạn phải có máy đo bức xạ và cảm biến nhiệt để phân tích lắp đặt cụ thể vào thiết bị đo đường cong EV. Để có thể tính toán và dựa trên thông tin đó, bạn có thể tính toán công suất hệ thống của bạn.